Chào mừng các bạn quay lại với channel Graphic Channel. Hôm nay mình gửi tới các bạn một bài hướng dẫn cách áp dụng Adaptive Compositing và của Revit là để vẽ những cái hệ uốn lượn, ví dụ như thế này. Thì đây mình đã vẽ một cái và thấy hai uốn lượn rất là mềm mại, và các bạn có thể sử dụng cái cách này để vẽ tầm như thế này để theo ý đồ thiết kế của các bạn. Bây giờ mình bắt đầu. Đầu tiên các bạn hãy tạo một cái mắt mới. Mình bấm vào New Project Mắt, chọn một chiếc mắt. Nếu các bạn muốn nhẹ, các bạn có thể thay đổi được vị trí, thì các bạn có thể add thêm parameter nó. Bây giờ thì mình có một hệ mặt phẳng này, mình sẽ xét là mặt phẳng lại với những cái đường mình tạo ra một mặt surface. Giờ thì mình chọn mình cho bạn làm một cái back line xét mặt phẳng xét này, mình bấm vừa để có được cái mặt phẳng này vẽ chuẩn nhất. Đó là cái nếu bạn muốn vẽ cái line như mình hay vẽ như mình quay vào thẳng lắm chỗ là mình đặt điểm là mình đặt vào sau vẽ hết tất cả những tạo những đường cái line nối hết. Thì mình có thể thay đổi được từng điểm hay này, cho bạn kéo thả đi ra là bạn có mọi người. Cái này thì giúp bạn điều chỉnh dễ dàng hơn. Bạn thấy nó đường dài dài có người phải nhấn DL lại để thấy bạn tương tự với các bạn khác đọc tùy ý sau điểm được set. Ở đây 6 điểm. Thank you.
Ở đây thì mình chỉ đặt những cái điểm này tùy biến. Còn các bạn thì sẽ làm ví dụ các bạn cái từ thì mình ví dụ. Ok, mình sơ mình sẽ thấy được là tạo cái hệ này thì mình có bốn lượng, bốn lượng đặt. Bốn đường như này để dẫn tạo động tác nhẹ xung quay bốn đường như này và đấy lượng rất là bây giờ thì làm cách nào để các bạn góc cánh chẳng và tiếp tục ấp lưu đặt tên là để xong mình lên một các bạn chọn mặt này các bạn chia mặt tháp này đó mình bấm vào device display. Khi các cái đứa nó ra thì mình sẽ giảm cái đứa để mình có nhận làm 6 rồi bây giờ thì các bạn bấm vào cái mũi tên tại chỗ display resolution và chọn vào đó để từng cái hệ giao của hệ lưới mình có thể bắt điện được nó sẽ hiện mình sẽ điện được bắt điện được rồi ở đây các bạn sẽ đếm được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì nó khoảng 7 điểm ở cuối cùng là cái chiều này cực kỳ đặc biệt là 7 điểm. Bây giờ mình sẽ đọc thì mình sẽ new một cái family mới new family và chọn vào generic model additive à, okay. Ở bên kia mình đếm được là có 7 điểm thì ở đây mình cũng sẽ thả vào 7 điểm và chọn reference chọn reference con element đã có 7 điểm. Ok các bạn bây giờ thì có 7 điểm này các bạn quét chọn cái nào 7 điểm này và bấm vào next adaptive để nó tạo từng điểm này thành các điểm adaptive có khoảng cái nhìn lên đây nó đến số từ 1 đến 7. Mình sẽ bắt đầu cái điểm số 1 trước các bạn chọn reference và các bạn set một phần việc và set một phần là vuông góc của cái đường chọn nếu các bạn muốn thay đổi thì gắn là cầm tay nó đứng không được có rồi mình tiếp tục với từng điểm này để nhanh hơn bạn phải xét chọn đến từng bit
cái đường này lên đây mình có cái kiểu gì nhấn tab để chọn hết này, chọn cái này bít cái được rồi, đặt bằng cái cơ sống tab. Thì cái quyền mà có thể đặt parameter không thì tùy các bạn, nhưng mà đây tôi mình chỉ ví dụ thôi, tùy bạn xóa đi cho nó đỡ bị là tốt. Giờ bạn chọn hết tất cả những một file này và nhấn vào reform thì nó tạo được mình một cái hẹn này, có cầm từng điểm như bạn kéo như thế này mà nó đi theo đi từ một cái máu lỗi mặt cái đúng thì chúng ta có lưu lại cái này nên là một file gọi và tập lót vào bên cái mặt xung quanh mặt này đó tập và bạn thấy thì bây giờ mình còn chọn bài điểm nữa. Ví dụ khi các bạn lót ra mà các bạn chưa kịp click các bạn đã bỏ lại như này thì cái đó các bạn thì cái mà mình không đi cái điểm mình đã tìm chọn nó tạo ra nó ở đây nằm trong một generic model trong nó kéo thả bạn này để mình ở đâu chọn cái gì phủ đều hết cái hệ lưới của bạn. Chờ một chút, cái này khi cái này nó sẽ làm nó hơi rất là nặng, cần chỉnh như thế nào để nó giữ cái bạn xuống. Các bạn thấy các bạn hệ lưới rất là đều. Bây giờ nếu các bạn thay đổi cái hệ lưới của bạn, cái này cũng thay đổi thôi. Nhưng lưu ý là các bạn không thể thay đổi cái số lượng điểm này, tại vì mình tập tạo 7 điểm rồi nhưng phải thay đổi. Tất nhiên bạn thay đổi cái này thì số lượng sẽ tăng to hơn, nó vẫn giảm trên mặt điểm này. Khi mà các bạn đang áp dụng cái này về vào cái đường file sử dụng những cái hệ trồng như thế này và sau đó thì tùy vào cái thiết kế mà mình tạo hay là thế nào đèn vật liệu từ cái đâu bạn chỉ bạn tay là hay là tay 30 nó cũng là trả đèn được bạn như thế thôi. Các bạn lót cái này vào bên trong không phải bạn làm vậy. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.